Chào tất cả mọi người nhé. Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Bây giờ Dương Vi sẽ chia sẻ nói về cái nghị định 64 và đồng thời ấy, kêu gọi các thế lực thù địch và những cái nhà đấu tranh dân chủ cuội trong ngoặc kép này, đừng làm hại Thủy Tiên và chửi đảng nhà nước. Nói về cái câu chuyện của Thủy Tiên ấy, mấy hôm nay đang nóng lên, chúng ta không thể không nhớ và không thể không nhắc đến cái MC Phan Anh vào thời điểm 2016. MC Phan Anh đã làm gì? Đã lợi dụng sự nổi tiếng với danh nghĩa cá nhân kêu gọi từ thiện và đã trục lợi cá nhân. Chính vì vậy, nhiều người đã không tin tưởng Phan Anh về việc đó. Chốt lại như vậy, còn mọi người cứ đi tìm hiểu cái quá trình làm từ thiện của MC Phan Anh vào giai đoạn 2016. Có nhiều người lợi dụng việc Thủy Tiên kêu gọi từ thiện để có cớ chửi nhà nước. Họ cho rằng nhà nước đang rất cần, rất thèm muốn cái số tiền hơn 100 tỷ của Thủy Tiên này này, muốn ép chết Thủy Tiên, muốn chiếm đoạt tiền rồi chia nhau. Một số đơn vị báo chí suy diễn thông tin sai sự thực về cái nghị định 64 năm 2008 để người dân ấy lao vào chửi bới chính quyền thậm tệ, thậm chí ấy, một số người thiếu hiểu biết còn chỉ trích Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Chính phủ. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc đang lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung mà Quốc hội lại tổ chức họp, mà cái Quốc hội họp Quốc hội kỳ 10, khóa 10 này thì đấy là cái kỳ họp thường niên và có lịch sẵn rồi, bắt buộc phải họp. Họp để làm gì? Để đưa ra những cái quyết sách để ứng phó và làm thế nào họp bàn để làm sao cho người dân miền Trung có một cái cuộc sống tốt nhất sau khi lũ nó kết thúc nhá. Ngay cả trong cái đợt đại dịch Covid-19 ấy, thì vẫn tổ chức họp Quốc hội bình thường đấy, để đưa ra những quyết sách và đưa ra cái gói cứu trợ 62.000 tỷ đó. Các vị nên nhớ một điều là như vậy. Về cái nghị định 64 năm 2008 ấy, nhằm mục đích minh bạch các khoản tiền từ thiện, quản lý chặt chẽ về cái luồng tiền từ thiện, nhằm tránh việc các đơn vị, cơ quan, cá nhân lợi dụng danh tiếng để kêu gọi từ thiện nhưng không đưa tiền đến nơi đến chốn đấy, hoặc ngăn chặn các hành vi rửa tiền. Đó là cái nghị định 64. Dương Vi hỏi thêm, nếu mà các vị chỉ trích cái nghị định 64 ấy, thậm chí còn một số vị đại biểu Quốc hội đang họp hôm qua và hôm nay này còn mù mờ với cái nghị định 64 ấy, nên xem lại. Và nhiều người cho rằng ấy, cái nghị định 64 với cái thông tư 72 năm 2008 ấy, nó không phù hợp. Cái đó là sai lầm. Bởi vì cái nghị định 64 với cái thông tư 72 của Chính phủ ấy, thông qua vào cái nghị định đó để làm sao? Để kiểm soát những cái cá nhân tổ chức lợi dụng danh nghĩa của mình đấy, để làm từ thiện, trục lợi cá nhân, rửa tiền. Đặc biệt hơn ở đây này, kiểm soát các thành phần phản động, nói thẳng ra các tổ chức phản động như tổ chức Nô U, xã hội dân sự, các văn đoàn độc lập, thí dụ như PLO đấy, Ngô, NGO, đó là những tổ chức gì phi chính phủ và những tổ chức phản động ở trong nước nó thành lập ra. Mục đích các tổ chức đấy kêu gọi từ thiện, nhưng mà những cái đồng tiền từ thiện đó đến tay người dân, từ những cái đồng tiền từ thiện đó bọn chúng bắt đầu xuyên tạc, kích động chống phá đảng nhà nước, lợi dụng vào từ thiện bọn chúng giải truyền đơn. Cái điều đó xảy ra ngay cả địa phương của Dương Vi năm 2008, chính con Cát Linh lên đây cũng làm cái điều đó. 2016 xảy ra một số tỉnh ở miền Trung Tây Nguyên nha. Mục đích nghị định 64 ra đời để làm gì? Để ngăn chặn các tổ chức cá nhân trục lợi với danh nghĩa là kêu gọi từ thiện. Lát Dương Vi sẽ đi phân tích sâu vào cái nghị định 64 với một số điều khoản. Các vị cho rằng
Thủy Tiên và một số ca sĩ hoặc những cá nhân tổ chức, người ta tự phát cảm thấy đồng bào miền Trung lũ lụt đang thiếu ăn, đói rét, người ta tự phát hình thành lên, thì các thành phần phản động và những cái thành phần dân chủ cuội đần độn ở trong nước này này xuyên tạc về những nghị định 64, lấp liếm để qua đó hù dọa người ta, xong quy trách nhiệm cho chính phủ. Và Dương Vy cũng nói một điều rằng nhé, chỉ trong vòng 2 tiếng sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra lời kêu gọi thì chương trình cà phê buổi sáng đã kêu gọi được 2.400 tỷ trong vòng 2 tiếng rồi nhé. Đừng có nói chính phủ chưa ra lời kêu gọi hay là chưa làm gì, thua một cô ca sĩ. Cái điều đó các vị xuyên tạc. Và các vị ngày trước ấy, nói rằng MC Phan Anh này đi làm từ thiện danh tiếng như vậy, một người có tâm có đức như vậy, sau này lên làm thay thủ tướng, rồi sau khi phát hiện Phan Anh ăn chặn tiền của các vị, trong đó nhá, cái tiền của MC Phan Anh này trong đó có cả những thành phần phản động người ta gửi vào, còn Thủy Tiên thì chưa biết. Nhưng mà ở đây ấy, các vị còn nói rằng Thủy Tiên này này sau này thay Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ tịch quốc hội, nhưng mà Dương Vy khẳng định trong cái status của Thủy Tiên không nói gì về chính trị hay thành lập các tổ chức từ thiện, chỉ có cá nhân nhá, rõ ràng là như vậy. Còn các vị ấy nói bảo là đảng nhà nước chính phủ không lo gì, thì những người cán bộ quân đội công an, mà cụ thể hơn trong cái đợt mưa lũ vừa rồi, 13 cán bộ chiến sĩ người ta đi tiền trạm hy sinh, đấy là ai? Đấy có phải là người của đảng, của nhà nước, của quân đội không? Hoặc phóng viên đài truyền hình, hoặc là ông chủ tịch huyện. Tiếp đến 22 cán bộ chiến sĩ đoàn 337 đi thực hiện nhiệm vụ đến 12 giờ đêm mới về đến nơi lán trại tập trung nghỉ ngơi, có người còn ăn bát mì rửa rang, qua đó bị đất đá sụp đè và hy sinh. Cái đó có phải là người của nhà nước không? Có phải là người của quân đội không? Có phải người của đảng không? Của chính phủ không? Xin thưa, có. Không riêng thì những người đó mà thậm chí hàng chục nghìn người cán bộ chiến sĩ, người ta đang ngày đêm vật lộn cứu bà con trong cái hoàn cảnh nước ngập dâng cao như vậy. Và mới đây ạ, không riêng thì Thủ tướng kêu gọi nghe là được hơn 2.400 tỷ, mà trước đấy Thủ tướng yêu cầu chỉ đạo các tỉnh phát cho 4.000 tấn gạo và 500 tỷ đồng cho các tỉnh địa phương để khắc phục hậu quả. Nếu mà nói về cái nghị định 64 ấy, thì các vị xuyên tạc, trong đó nó bắt nguồn từ cái Facebook cá nhân của Huy Đức Oxin. Anh em dân chủ và anh em báo chí đã quay sang đánh nghị định 64 cứu trợ, về cái cứu trợ cái báo lụt ở miền Trung này. Nhiều người ấy cho rằng nhà nước không cho người dân cứu trợ đồng bào mình, rằng tất cả hàng hóa cứu trợ phải quay về một mối để cán bộ nó bớt xén, ăn chặn, chia nhau, vân vân. Nhưng mà điều đó sai, mọi người không để ý nên đã bị Huy Đức nó dắt mũi rồi, Huy Đức Oxin này dắt mũi rồi. Trong cái nghị định nó nêu rõ, đặc biệt là ở cái điều 2 khoản 1 nha, cá nhân có quyền kêu gọi từ thiện và làm từ thiện. Và điều 3 khoản 1, những hành vi đe dọa, ngăn cấm, ngăn cản cá nhân làm từ thiện trái với quy định pháp luật, vi phạm pháp luật. Mà ở đây ấy, rất là nhiều các trang đài báo phản động như RFA đánh cháo khái niệm, chỉ đưa điều 5, điều 6 ra, không đưa điều 2, điều 3 mà cụ thể là khoản 1 của điều 2, điều 3 ra, nói về cá nhân nhé.
Còn đối với các tổ chức để làm thiện nguyện lâu dài ấy, phải xin phép Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các địa phương thành lập cái đoàn từ thiện. Từ thành lập cái đoàn từ thiện có danh sách cụ thể những thành phần nào, những ai tham gia cái đoàn từ thiện đó và trong bao lâu thì nó phải minh bạch cụ thể. Còn đối với việc ca sĩ Thủy Tiên hoặc nhiều ca sĩ khác, ví dụ như Phi Nhung, MC Trấn Thành, vân vân, người ta đi từ thiện là nhận sự ủy thác của các cá nhân khác, người ta tin tưởng gửi những cái đồng tiền đó vào tài khoản những vị này thay những người người ta ủy thác giao tiền cho đến tận tay người dân. Đấy, cái quyền, cái tiền mà người ta giao cho Thủy Tiên hoặc MC Trấn Thành hoặc Phi Nhung này là cái quyền của MC, của ca sĩ, người ta sử dụng đúng mục đích là được. Đấy, người ta có sao kê hẳn hoi. Và trước khi đến, Dương Vĩ nhắc nhé, trước khi những người đó đến, người ta đã liên hệ trực tiếp với các cơ quan chức năng, cụ thể hơn là ủy ban của các tỉnh, thành phố hoặc các huyện, xong mới đến địa phương và có danh sách cụ thể kèm theo những đối tượng được thụ hưởng nhá. Nói như thế, về cơ bản pháp luật không cấm ai hoạt động thiện nguyện cả, trong cái nghị định 64 cũng như vậy, thậm chí nêu rất rõ nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để cho tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với tinh thần là đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành lùm lá rách trong việc đóng góp và tổ chức vận động quyên góp. Trong cái điều 2 nó ghi rõ. Tại sao có cái nghị định 64 này này? Bởi vì sao? Lúc nãy Dương Vĩ cũng đã nói rồi. Nhiều cái vấn đề người ta lợi dụng cái việc thiện nguyện đấy để hoạt động sai lệch, phi pháp về khía cạnh an ninh ấy, hoạt động thiện nguyện có thể bị cái đám phản động, cái đám dân chủ cuội ở trong nước này, cũng với các thành phần phản động, các thế lực thù địch ấy, nó lợi dụng để gửi tiền tài trợ cho đồng bọn nó ở trong nước. Cái thứ hai ấy, các thành phần, các tổ chức cứ phạm tội lợi dụng việc này rửa tiền. Thí dụ như cái đợt MC Phan Anh, người ta quyên góp được 21 tỷ này, trong đó có một số tiền rất lớn từ nước ngoài nó gửi về. Thí dụ như Linh Mục Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam cũng có mặt ở trong đó, mà chống phá rất là mạnh mẽ là Đặng Hữu Nam và Nguyễn Thái Hợp. Và bọn chúng lợi dụng cái việc này để tiếp tục công kích biểu tình chống phá đảng nhà nước, môi trường nha. Như thí dụ như cái tổ chức NGO ấy, gọi là viết tắt là Ngô, được nước Mỹ và phương Tây người ta hỗ trợ hoạt động, cũng thông qua chiêu bài từ thiện này, này để là gây rối, không riêng gì Việt Nam mà ngay cả nước Nga hay Ukraine, Venezuela. Mục đích để làm gì? Để hỗ trợ cho các nhóm phản động, những nhóm đối lập này chống phá chính quyền đấy. Nếu mà không có nghị định 64 này thắt chặt thì làm sao nhà nước người ta quản lý được, và chính quyền địa phương người ta sao quản lý được cái nhóm thiện nguyện bẩn thỉu này, đúng không? Cái việc mà thiện nguyện tự phát này, nhiều người làm đúng cái tâm thì rất là tốt. Nhưng ngược lại, nhiều người lợi dụng việc thiện nguyện này này, người ta làm gì? Người ta ăn chặn, ăn bớt, ăn xén. Đâm ra có cái hướng dẫn thi hành cái nghị định 64 là cái thông tư 72, nó quy định rất là rõ, đặc biệt là các tổ chức và cá nhân. Mà mọi người nên nhớ rằng đối với việc ca sĩ Thủy Tiên, người ta ủy thác cho hơn 100 tỷ này này, cũng rất là đau đầu. Nhưng mà Thủy Tiên cũng tham khảo rất là nhiều người, và Thủy Tiên ấy cũng thâm niên làm từ thiện được hơn chục năm nay rồi. Mà đứng sau Thủy Tiên là ai? Có một vị luật sư rất là tài giỏi. Vị luật sư này đại diện pháp luật hợp pháp cho Thủy Tiên và Công Minh,
Nên những gì Thủy Tiên làm ấy thì đều tuân thủ theo pháp luật. Không riêng thì nhiều người người ta hù dọa Thủy Tiên mà những người khác ở đây này, riêng cái tên Vượng Dâu ấy cũng xuyên tạc về cái nghị định 64 nhá. Trương Châu Hữu Danh này, RSA hoặc là những cái thành phần phản động như bọn Quân Trương các thứ lúc nãy Dương Vy có qua đó, qua diễn đàn Quân Trương đó, thì bọn chúng bảo là nhà nước sẽ thu hồi của Thủy Tiên lại 80% trong số 105 tỷ ấy. Cái điều đó không bao giờ có. Và bọn chúng kêu gọi những người đóng góp thiện nguyện gửi qua cái tài khoản Thủy Tiên ấy, hãy rút lại đi, hãy rút lại, đòi lại cái số tiền đó đi, không thì nhà nước, đảng nó lấy đấy. Thế thôi mà. Nhưng mà cái điều đó là bọn chúng xuyên tạc. Mục đích bọn chúng là gì? Mục đích của bọn chúng là bọn chúng không muốn cho những người có uy tín, có danh tiếng, có trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm với đồng bào làm công tác từ thiện, nên đã xuyên tạc về cái nghị định, nói xấu đảng, nhà nước và đe dọa những người người ta đang có tinh thần trách nhiệm để làm từ thiện. Và bây giờ Dương Vy nói phải có sách mách, phải có chứng, thì Dương Vy sẽ cho xem một số cái tớt. Đây, ở đây có báo Tuổi Trẻ đây, báo Tuổi Trẻ 24 giờ đây, Dương Vy sẽ đọc nhá. Thủy Tiên có thể bị phạt tù vì tự ý vận động quyên góp và tổ chức từ thiện cứu người theo nghị định. Cái điều đó là nó xuyên tạc về cái nghị định 64 nhá. Ở đây còn rất là nhiều thành phần khác nữa cơ. Có Trương Châu Hữu Danh nữa này. Mà đặc biệt đấy là cái đài phản động RSA, Dương Vy cũng có vào đấy tranh cãi, cũng nói rằng các ông lấp liếm một vừa hai phải đâu, các ông nên xem lại cái điều 2 và điều 3 khoản 1. Điều 2 nói gì? Điều 2 khoản 1: nhà nước khuyến khích, tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách trong việc đóng góp và tổ chức vận động đóng góp để nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, vân vân. Còn ở đây ấy, cái điều 3 nói rằng ai cản trở, điều 3 khoản 1, ai cản trở hoặc ép buộc tổ chức cá nhân tham gia hoặc hoạt động cứu trợ hoặc ngừng hoạt động cứu trợ nhân đạo là trái với quy định ở cái báo Tuổi Trẻ. Còn trích dẫn một cái đoạn báo Pháp Luật: có nên thay đổi cái nghị định 64 hay không? Đấy, nó đánh lận con đen, đánh cháo khái niệm. Và ở đây chỉ đưa ra cái điều 5. Mà cái điều 5 nói gì? Đại ý nói rằng các tổ chức hình thành á thì người ta phải xin phép. Mà tất cả mọi người nhá, mọi tổ chức cá nhân muốn đến đâu từ thiện này cũng phải xin phép cơ quan chức năng ở địa phương đó để người ta kiểm tra có đúng thực chất như vậy không, hoặc lợi dụng việc từ thiện để chống phá đảng, nhà nước. Còn hôm nay á, Dương Vy xem được một cái live stream nó phát đi phát lại dùng OBS ấy, hệ thống phát lại, phát từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều lại tiếp tục phát, rằng là cán bộ địa phương cản trở không cho một cái đoàn thiện nguyện nào đó đến từ thiện. Cái việc đó là xuyên tạc. Bởi vì sao? Bởi vì các anh các chị từ đâu đến tôi không cần biết, nhưng mà các anh các chị đến địa phương tôi quản lý thì các anh các chị phải thông qua ủy ban và ủy ban mặt trận, đồng thời hội chữ thập đỏ, để các anh các chị có danh sách thì các anh các chị mới xuống đến địa phương, xuống nơi mà các anh chị bảo là cần thiết thì người ta cho danh sách.
Đồng thời người ta sẽ cử người cán bộ lãnh đạo hoặc cán bộ xã phường địa phương đó, đưa các vị đến nha, trực tiếp đến đó. Thứ nhất, bảo đảm an toàn tính mạng cho các vị. Cái thứ hai, công tâm minh bạch. Còn một vấn đề nữa, các vị lôi cái việc mà năm 2016 ra là cái việc nhà nước ngăn chặn các đoàn từ thiện của thằng luật sư Nguyễn Văn Đài, đó là một cái sai nữa. Cái đó từ năm 2016. Một việc nữa là thế này, các vị lại tiếp tục lôi một cái bài Facebook cú rích cũng cách đây hơn 4 năm về trước, là gì? Ngăn cản, một là ngăn cản, hai bí thư chi bộ với trưởng thôn thu lại tiền, ví dụ cho người ta 500 thì bí thư chi bộ với trưởng thôn đến hộ gia đình người ta đến từ thiện là 500 ngàn á, thu lại 400 còn để cho người ta 100, lấy 400 ngàn nó về cân đối ngân sách xong mới tiếp tục phát tiếp. Cái đó là các vị xuyên tạc sai nhá. Với thời điểm này chưa kịp làm cái chuyện đó. Còn đối với một vị mà thực hiện ăn chặn của cô ca sĩ Thủy Tiên 40%, bị ngay chính người dân tố giác cho ca sĩ Thủy Tiên, và ca sĩ Thủy Tiên đã không tố cáo với cơ quan chức năng mà ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp làm việc với cô đấy, và cô đấy đã trả lại với số tiền là 6 triệu đồng hai người.